Nuôi nhốt động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được bảo vệ ưu tiên, một người dân thuộc phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa bị công an thành phố Long Khánh lập hồ sơ xử lý. Trước đó, kiểm tra hành chính nhà ông Huỳnh Thanh Đại, lực lượng công an phát hiện một cá thể rùa biển nghi là đồi mồi đang được nuôi nhốt. Ông Đại khai con vật được một người thân cho từ năm 2018 nuôi cho tới nay. Công an thành phố Long Khánh phối hợp với Chi cục Thủy sản Đồng Nai tiến hành bàn giao cá thể rùa biển trên cho trạm bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng theo dõi, chăm sóc trước khi thả về biển. Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển hơn 1.000 con vịt giống qua biên giới. Tại đường mòn thuộc thôn Quân Phát, xã Uyên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác phát hiện 5 xe mô tô chở lồng gia cầm từ biên giới vào hướng nội địa Việt Nam. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ xe lại, chạy trốn. Lực lượng công an đã bắt giữ được một lái xe tên Lộc Văn Thiết, phát hiện đối tượng chở theo hơn 1.000 con vịt giống khoảng 3 ngày tuổi. Lộc khai được thuê chở với tiền công là 350.000 đồng một chuyến. Kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tổ chức tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân và nhà nước. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn gửi ban cán sự Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tăng cường chỉ đạo, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chính quyền các địa phương, các sở ban ngành thành phố phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy và tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, chú trọng các địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao như các khu dân cư có mật độ dân số cao, chung cư cũ, các khu vực phòng trọ công nhân, người lao động. Các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Nhất là đối với các khu dân cư có mật độ dân số cao, có hệ thống giao thông nhỏ hẹp, các cao ốc nhà cao tầng, chung cư cũ, phòng trọ lưu trú của công nhân, người lao động nghèo, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm. Các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua. Hiện chỉ còn một người phải thở máy, các trường hợp nặng khác diễn biến tích cực. Đặc biệt, các bệnh nhi tâm lý đã ổn định, không còn hoảng loạn. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 27 bệnh nhân mà bệnh viện tiếp nhận điều trị, đến nay chỉ còn một trường hợp nặng phải thở máy. Đó là nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tình hình nạn nhân tiên lượng rất nặng, các bác sĩ đang tích cực cứu chữa. Bệnh nhân viêm phổi, tổn thương phổi, suy hô hấp phải can thiệp nhiều kỹ thuật, rửa phổi hàng ngày, làm sạch hết các khói bụi. Về trường hợp nữ bệnh nhân công tác tại bệnh viện Bạch Mai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đến sáng ngày 17 tháng 9, tình trạng bệnh nhân ổn định hơn, đã nhận thức được, các trường hợp còn lại đã tỉnh táo có thể ra viện. Trong vụ cháy chung cư mini, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận tổng cộng 27 bệnh nhân, người cao tuổi nhất là hơn 80 tuổi, có 8 trẻ em, bé nhất là 8 tháng tuổi. Tại các bệnh viện khác đang điều trị bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Bệnh viện 103 đều cho biết sức khỏe của các bệnh nhân tiến triển tốt, ổn định. Tuy nhiên, một số trường hợp còn bất ổn tâm lý do người thân đã tử vong. Cũng liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, ngày hôm nay Công an thành phố Hà Nội cho biết trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có 5 cán bộ chiến sĩ bị thương. Cụ thể, 5 cán bộ chiến sĩ bị thương là Nguyễn Quốc Trung, 20 tuổi, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Bùi Trung Hiếu, 22 tuổi, Nguyễn Tuấn Hùng, 20 tuổi, Lê Quang Khải, 24 tuổi và Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, cùng là cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông. Sáng nay, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Công an thành phố tới thăm hỏi động viên 5 cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ và tới hiện trường vụ cháy để kiểm tra đánh giá toàn diện tình hình vụ việc. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày hôm nay cho biết đã bắt tạm giam Vương Minh Trung, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 15 tháng 9, cơ quan điều tra đã đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Minh Trung, đồng thời khám xét nơi làm việc và nhà riêng của Vương Minh Trung. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến Trung. Trước khi bị bắt, Trung là chấp hành viên trung cấp, phó chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và thu giữ một số tài liệu phục vụ điều tra. Chỉ để trêu chọc người đi đường, 4 thanh niên sinh năm 2006-2004 thì đã mạo danh tổ công tác 238 công an tỉnh Hà Tĩnh để chặn xe của người đi đường. Và sáng nay, công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang tập trung làm rõ hành vi của 4 thanh niên này. Danh tính của nhóm thanh niên được xác định là Nguyễn Trọng Ninh, Nguyễn Anh Vũ, Bùi Đình Dũng và Nguyễn Minh Phúc. Những người này khai nhận vào tối ngày 10 tháng 9, sau khi đi sinh nhật về, thấy đường vắng nên đã nảy sinh ý định giả danh lực lượng tổ công tác 238 dừng xe của người đi đường. Đây là lần đầu tiên nhóm này thực hiện hành vi nhằm mục đích trêu chọc người khác, chưa chiếm đoạt tài sản, và khi người dân yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì tất cả đều lên xe bỏ chạy. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra để xử lý theo quy định. Thời gian qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã xử lý nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép, sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng cộng cán, đội đựng thuê, hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng súng để uy hiếp. Điều đáng nói, các đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng và các loại vũ khí khác đều nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên, hạn chế hiểu biết về pháp luật. Ngày 13 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Trần Đình Dương, Trần Viết Hào, Chế Văn Quốc Tuấn và Tôn Thất Trần Thanh Tú về tội gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến vụ sử dụng súng và hung khí chuẩn bị từ trước để giải quyết mâu thuẫn. Ngày 15 tháng 9 năm 2023, liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Tân và Võ Lê Hoàng Tú cùng trú quận Thanh Khê về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Súng, hung khí đều được đặt mua qua mạng và tự chế thêm công năng nên có tính sát thương cao. Khi mâu thuẫn xảy ra, đối tượng sẵn sàng sử dụng để bắn vào đối thủ, cùng với sự côn đồ hung hãn, hậu quả để lại hết sức khôn lường. Thanh thiếu niên hiện tại là có những hành vi hết sức manh động, chỉ vì một cái mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng mà sẵn sàng chuẩn bị hung khí, chuẩn bị những cái vũ khí nguy hiểm để truy đuổi, đánh gây thương tích cho người khác. Bên cạnh đó thì trong việc xét về nhân thân của các đối tượng thì có một số đối tượng đã có tiền án tiền sự, tuy nhiên vẫn chưa thấy đó là bài học cho mình mà vẫn tiếp tục có hành vi là chuẩn bị cùng đồng bọn chuẩn bị hung khí và đuổi đánh gây thương tích cho người khác. Chỉ trong tháng 8 năm 2023, Công an thành phố đã phát hiện 12 vụ, 43 đối tượng chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Riêng đối với vận chuyển trái phép vũ khí, lực lượng công an đã thu giữ 9 khẩu súng, 132 viên đạn. Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó lấy công tác vận động, thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và tăng cường kiểm soát địa bàn, đấu tranh, ngăn chặn làm trọng tâm. Công an các địa phương đã rất là linh hoạt trong cái công tác tuyên truyền như là bằng nhiều hình thức, và cảnh sát khu vực cũng đã đến từng nhà, từng người dân để cái vận động nhân dân vô nộp cái vũ khí, công cụ hỗ trợ. Cũng có nhiều công an địa phương có nhiều mô hình vận động tuyên truyền hay, như công an phường Hòa Thọ Đông thì đã xây dựng cái điểm tiếp nhận thu hồi vũ khí và liệu nổ tại cái điểm tiếp công dân của từng cảnh sát khu vực, và có cái mô hình là dòng họ không có trẻ thành viên vi phạm pháp luật liên quan đến cái lĩnh vực vũ khí. Xác định đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội và vật dụng này có tính sát thương cao và tiềm ẩn nguy cơ hình thành nên tội phạm. Nên trong quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng tuần tra 93/94 của công an xã Tiến khi phát hiện sẽ kịp thời ngăn chặn, đấu tranh và xử lý đối với hành vi trên. Ngoài ra, thông qua các tổ tuần tra của lực lượng 911 và 8394 duy trì đều đặn các tuyến địa bàn trọng điểm, cũng góp phần răn đe, ngăn ngừa các nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng vũ khí, hung khí, hỗn chiến. Với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Nguyễn Thị Uyên, Lê Thị Thảo cùng chú tỉnh Bắc Cạn và Nguyễn Toàn Trung chú tỉnh Thái Nguyên vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn xử phạt 210 triệu đồng.
Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 1 năm 2023, ba bị cáo đã cho nhiều người vay số tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng một triệu một ngày, cao gấp nhiều lần mức lãi suất cao nhất được quy định. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, gây dư luận xấu trong nhân dân và làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Uyên 80 triệu đồng, Lê Thị Thảo 70 triệu đồng, Nguyễn Toàn Trung 60 triệu đồng. Ngoài ra, cấm các bị cáo hành nghề cho vay, cầm đồ trong thời gian 3 năm. Chuyên trộm cắp tài sản của khách du lịch để có tiền ăn chơi tiêu xài, Ngô Văn Lâm, chú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử. Theo cáo trạng, mặc dù còn rất trẻ nhưng bị cáo Lâm không lo làm ăn mà luôn có ý định đi trộm cắp tài sản của khách du lịch để có tiền ăn chơi. Trong khoảng tháng 3 năm nay, Lâm liên tục gây ra 3 vụ đột nhập vào các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn để trộm cắp tài sản của khách du lịch, trong đó có khách nước ngoài. Số tài sản Lâm lấy được phần lớn là điện thoại, máy tính xách tay, trang sức và tiền mặt, tổng giá trị lên đến hơn 56 triệu đồng. Được biết, Lâm từng có nhiều tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội và có và trộm cắp tài sản. Mãn hạn tù năm 2022, nay lại tiếp tục tái phạm. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Ngô Văn Lâm 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Thời gian qua, mặc dù tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu diễn biến khá phức tạp, song các vụ việc đối tượng có liên quan đều được cơ quan công an nhanh chóng điều tra, khám phá, thu hồi tài sản cho nhân dân. Để đạt được những kết quả khả quan đó, bên cạnh việc chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng công an có vai trò rất lớn của những chiếc camera an ninh, những mắt thần phòng chống tội phạm ở địa bàn dân cư. Đây là những hình ảnh các đối tượng đột nhập vào một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn khóm 2, phường 8, thành phố Bạc Liêu lúc 2 giờ sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua, lấy trộm tiền và 85 điện thoại iPhone, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Từ những dữ liệu được trích xuất qua camera, các trinh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, nhanh chóng khoanh vùng, điều tra, qua đó triệt phá thành công nhóm đối tượng trộm cắp liên tỉnh do Trần Minh Thiên, sinh năm 1996, trú tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cầm đầu. Nhóm này đã thực hiện trên 140 vụ trộm cắp tài sản tại Bạc Liêu và các tỉnh thành Tây Nam Bộ với tổng số tài sản thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Kết quả đến thời điểm hiện tại đã bắt 8 đối tượng khởi tố về các hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có, rồi tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, rồi sử dụng vũ khí quân dụng. Bước đầu thì chuyên án đã làm rõ 140 vụ trên địa bàn 11 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Có thể nói, những đoạn video clip được ghi lại từ camera là dữ liệu quan trọng để cơ quan công an xác định được đặc điểm ngoại hình, cách thức đột nhập, từ đó nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng. Điển hình như trường hợp ba đối tượng bẻ khóa lấy trộm một chiếc xe máy ở hành lang nhà dân trên địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu vào lúc 1 giờ sáng. Từ những đặc điểm ngoại hình, hướng bỏ trốn mà camera an ninh ghi lại, công an các địa bàn lân cận đã khẩn trương khoanh vùng đối tượng, bố trí lực lượng tuần tra tại một số khu vực nghi vấn. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, công an xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi nhanh chóng bắt giữ cả 3 đối tượng trên khi nhóm này đang tiếp tục trộm thêm một xe máy của người dân trên địa bàn ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội. Thời gian gần đây thì công an Vĩnh Lợi là xây dựng và nhân rộng cái mô hình camera trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm. Cái thứ nhất thì lực lượng chủ công là đội cảnh sát hình sự đó thì quản lý các cái camera trên các cái tuyến đường lớn để kịp thời trích sức rồi chi nóng các cái đối tượng trên những cái đường lớn. Cái thứ hai thì công an các cái xã thị trấn, 8 xã thị trấn trong thời gian gần đây thì mỗi xã cũng đều thành lập cái mô hình camera để quản lý rồi để trích xuất cái dữ liệu và chi nóng các đối tượng ở những cái đường ngách, đường nhỏ, những cái đường liên xã, rồi giáp ranh với các cái địa bàn như là Thạnh Trị, rồi giáp ranh với địa bàn là của Phước Long, rồi thành phố Bạc Liêu. Với những hiệu quả thiết thực từ việc lắp đặt camera an ninh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản,
Thời gian qua, công an các cấp tại tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường tuyên truyền vận động các hộ gia đình, các khu nhà trọ, nhà cho thuê, trang bị hệ thống camera, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai xây dựng mô hình camera an ninh trật tự tại các địa bàn nông thôn, nhất là các tuyến liên xã, liên ấp, kết nối hình ảnh trực tiếp 24/24 giờ đến màn hình máy chủ được lắp đặt tại công an xã, qua đó phát huy hiệu quả những mắt thần trong phòng ngừa tội phạm, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý nhanh chóng các vụ việc ngay từ cơ sở. Nếu như cái khu vực có nắp camera mà còn xảy ra các cái vi phạm, tức là trộm cắp, thì nói chung á, trên cái hệ thống camera là tổng, tức là đối với phường 7 thì tôi nói là công an phường, thì như vậy sẽ mở các cái camera ra, thấy được cái hình ảnh của đối tượng vi phạm, trên cơ sở đó thì tìm ra dấu vết và cũng đã xác định là bắt nguội, tức là sau khi trên cơ sở camera thì cũng bắt được nhiều cái trường hợp. Việc trang bị hệ thống camera an ninh trật tự đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Song, mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong bảo vệ tài sản của mình, tránh trường hợp trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội.